Chào mừng anh chị em đã trở lại với Man City Homies. Bản tin ngày 4 tháng 10 hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Tình hình chấn thương trước trận gặp Fulham. Man City sẽ làm mọi cách để gia hạn với De Bruyne. Cái tên bất ngờ được chọn thay Rodri. Trước khi bắt đầu, các anh em hãy gõ vào nút đăng ký, rung chuông một phát để có thể xem những tin tức cập nhật nhanh nhất, những phân tích và bình luận sâu sắc nhất, những điểm nhấn chiến thuật và những câu chuyện bên lề thú vị của Man City. Tình hình chấn thương của Man City trước trận gặp Fulham. Manchester City sắp đá trận đấu thuộc vòng 7 Premier League với đối thủ khó chịu Fulham cùng đội hình sứt mẻ. Đầu tiên là họ sẽ không có sự phục vụ của Rodri, người vừa trải qua cuộc phẫu thuật chấn thương đầu gối. Theo London World, tiền vệ người Na Uy Oscar Bob cũng chắc chắn không thể tham dự trận đấu tới mà tiếp tục phải tập riêng. Cầu thủ 21 tuổi này đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 8 và dự kiến sẽ trở lại vào tháng 12. Nathan Ake và Kevin De Bruyne cũng chưa chắc chắn có thể ra sân trước Fulham. Ake dính chấn thương đùi khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển Hà Lan trong kỳ nghỉ quốc tế tháng 9. Trong khi đó, ngôi sao người Bỉ vẫn đang cần theo dõi sau chấn thương háng gặp phải ở trận hòa 0-0 với Inter Milan tại Champions League. Guardiola tin tưởng tôi. James McCarthy là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của Manchester City ở mùa giải này. Trong chiến dịch 2023-24, anh được cho Sheffield United mượn và đã chơi rất hay tại đây. Vì thế, huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định gọi anh trở lại Man City để chinh chiến ở mùa giải này. Trong chiến dịch hiện tại, McCarthy đã được ra sân 4 lần và đều để lại ấn tượng, đặc biệt là ở trận thắng 4-0 trước Slovan Bratislava ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra sáng qua. James McCarthy đã có một pha lập công sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Đây là một cú hích rất lớn dành cho tiền vệ 21 tuổi này. Chia sẻ trên Manchester Evening News, McCarthy đã khẳng định rằng anh nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Pep Guardiola. Về cơ bản, ông ấy bảo tôi hãy vào sân và thể hiện. Pep nói tôi cần tư duy chiến thuật hơn một chút, nhưng hãy là chính mình và cảm thấy hài lòng về bản thân, McCarthy nói. Jack Grealish chỉ tên đồng đội khó ăn nhất trên sân tập. Jack Grealish đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho đồng đội Manuel Akanji. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Pro Direct Soccer, Grealish đã gọi Akanji là một trong những đối thủ khó chịu nhất trên sân tập, bên cạnh Kyle Walker. Tiền vệ người Anh đánh giá cao sức mạnh và tốc độ của Akanji, đồng thời nhấn mạnh rằng trung vệ người Thụy Sĩ rất khó bị vượt qua trong các buổi tập. Grealish còn so sánh Akanji với Walker, một trong những hậu vệ nhanh nhất Premier League. Không chỉ trong phòng thay đồ, Grealish cũng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Akanji trên mạng xã hội. Sau trận thắng Slovan Bratislava tại Champions League, anh đã viết: "Quả là một cầu thủ xuất sắc" dưới bài đăng của Instagram Akanji để thể hiện sự tôn trọng với màn trình diễn của đồng đội. Những lời khen ngợi của Grealish phản ánh tầm ảnh hưởng to lớn của Akanji kể từ khi gia nhập Man City. Bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng từ Borussia Dortmund ban đầu được xem là một sự bổ sung mang tính xoay tua, nhưng giờ đây anh đã là trụ cột trong đội hình của Pep Guardiola. Erling Haaland trở thành cầu thủ giá trị nhất thế giới năm 2024. Theo web Transfermarkt, chuyên về số liệu thống kê và diễn biến thị trường bóng đá đã cập nhật giá trị thị trường của Erling Haaland, tiền đạo Manchester City hiện là cầu thủ bóng đá giá trị nhất thế giới với ước tính 200 triệu euro, khoảng 221,5 triệu đô la. Cầu thủ người Na Uy trở thành người thứ hai đạt được con số đó. Kylian Mbappe, cầu thủ số 9 mới của Real Madrid, đạt cùng giá trị vào tháng 12 năm 2018 khi anh vẫn còn ở Paris Saint-Germain. Haaland đã có khởi đầu mùa giải tuyệt vời. Anh ghi 10 bàn trong 6 trận đấu Premier League mà anh góp mặt cho đến nay. Đây là sự tiếp nối thành tích tuyệt vời của cầu thủ người Na Uy kể từ khi anh đến Manchester City. Trong năm đầu tiên, 2022-2023, anh đã ghi 52 bàn sau 53 trận. Và mùa giải tiếp theo, anh ghi 38 bàn sau 42 lần ra sân. Một lần nữa, gần với tỷ lệ 1 bàn mỗi trận. Ba cầu thủ đứng sau Haaland trong bảng xếp hạng của Transfermarkt, tất cả đều là ngôi sao của Real Madrid. Bellingham, Mbappe và Vinicius đều được định giá 180 triệu euro, khoảng 199,3 triệu đô la, mặc dù con số của họ có thể thay đổi trong bản cập nhật trong tương lai. Sai lầm tiếp theo của City sau Cole Palmer. Vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Manchester City đã bán Cole Palmer cho Chelsea với mức giá 47 triệu euro. Đây được xem như một món hời dành cho đội bóng thành London bởi lẽ kể từ khi đặt chân đến Stamford Bridge, Palmer nhanh chóng trở thành tay săn bàn hàng đầu và hiện đang đóng vai trò đầu tàu trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League của The Blues. Nhiều ý kiến cho rằng Man City đang hoang phí những tài năng câu lạc bộ
Và theo The Mirror, tiền đạo Liam Delap có thể là sai lầm chuyển nhượng tiếp theo mà đội chủ sân Etihad mắc phải. Delap đã ghi được 3 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân cho câu lạc bộ mới thăng hạng Ipswich Town sau khi gia nhập đội bóng này với mức giá 15 triệu bảng từ Manchester City. Ở cuộc chạm trán Aston Villa, chính anh đã lập cú đúp mang về một điểm quan trọng cho đội nhà. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 21 tuổi, huyền thoại đồ gai Joker vô cùng ngạc nhiên. Ông chia sẻ, có một anh chàng ở Ipswich, Liam Delap, cậu ấy đã gây bất ngờ cho tôi. Khi xem cậu ấy thể hiện trước Villa, tôi nghĩ, chàng trai này cũng đáng gờm đấy. Dù chỉ xem qua một trận đấu, nhưng tôi thấy Delap giống như một mối đe dọa thường trực cho hàng thủ đối phương. Man City sẽ làm mọi cách để gia hạn với De Bruyne. Kevin De Bruyne, 33 tuổi, đang ở năm cuối cùng của hợp đồng với nhà đương kim vô địch Premier League. Điều này khiến cho ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad rất nóng lòng trong việc gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Bỉ. Football Insider tiết lộ vào thứ Hai ngày 30 tháng 9 rằng chấn thương mới của ngôi sao sinh năm 1991 này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc đàm phán và Man City sẽ giữ chân De Bruyne bằng mọi cách. Các nguồn tin tại Anh đều cho biết chấn thương của De Bruyne không nghiêm trọng và anh có thể thi đấu lâu dài cho Manchester City. Các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch với Kevin De Bruyne về việc kéo dài thời gian ở lại sân Etihad, với giải pháp dự kiến sẽ được đưa ra trước cuối năm 2024. Còn nhớ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, một số câu lạc bộ ở Saudi Pro League đã đánh tiếng với ngôi sao của Manchester City. Họ sẵn sàng chi đậm nhằm sở hữu chữ ký từ De Bruyne. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola đã ra sức ngăn cản để giữ anh ở lại. Tính cho tới thời điểm này, Kevin De Bruyne đã ra sân 4 lần ở Premier League 2024-25, ghi được 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Cái tên bất ngờ Man City nhắm thay Rodri. Có lẽ không cần bàn cãi nhiều về tầm quan trọng của Rodri trong cách vận hành tại Man City. Có cầu thủ người Tây Ban Nha trên sân, nửa xanh thành Manchester đạt sự cân bằng gần như tuyệt đối. Đội chủ sân Etihad cũng dễ dàng kiểm soát và chèn ép đối thủ nhờ khả năng phân phối, cầm nhịp ấn tượng của Rodri. Vì thế, việc thay thế ngôi sao người Tây Ban Nha là rất khó khăn. Các báo cáo từ Gazzetta dello Sport cho biết, Man City nhắm Samuel Lelicki tại Serie A như là phương án thay thế Rodri. Trưởng thành từ lò đào tạo Empoli chứ danh, Samuel Lelicki chuyển sang Torino với mức phí vỏn vẹn 8,5 triệu euro. Ngay lập tức, ngôi sao người Italia trở thành trụ cột trong đội hình câu lạc bộ thành Turin. Mùa giải 2023-24, Samuel Lelicki ra sân 32 trận tại Serie A, ghi 1 bàn thắng và sở hữu 4 đường kiến tạo. Mùa giải 2024-25 này, Samuel Lelicki cũng chơi trọn vẹn cả 6 trận tại Serie A. Sự ổn định, hiếm khi dính chấn thương là lý do giúp tiền vệ sinh năm 2001 được đánh giá cao. Giống như Rodri, Samuel Lelicki chơi bóng bằng đầu óc cũng như sự tỉnh táo. Dù vậy, giới chuyên môn chưa từng xem thường khả năng quán xuyến tuyến giữa của cầu thủ 23 tuổi. Chuyên trang Transfermarkt định giá Samuel Lelicki 22 triệu euro, con số tương đối hợp lý với cầu thủ chỉ nổi lên trong 2 mùa giải gần đây. Do hợp đồng chỉ còn thời hạn đến năm 2026, Man City có thể đẩy Torino vào thế tiến thoái lưỡng nan. Việc chiêu mộ Samuel Lelicki với giá rẻ có thể giúp The Citizens sở hữu món hời chất lượng. Đến đây thì video ngày hôm nay của Man City Homies cũng xin được khép lại. Nếu thấy video này hay, hãy gõ vào nút đăng ký, rung chuông một phát để anh em có thể xem những tin tức cập nhật nhanh nhất, những phân tích và bình luận sâu sắc nhất, những điểm nhấn chiến thuật và những câu chuyện bên lề thú vị của Man City, duy nhất chỉ có tại Man City Homies thôi nha.